36 tiếng trôi qua vẫn chưa cứu được bé trai lọt trong trụ bê tông ở Đồng Tháp. Sau 36 tiếng cật lực cứu hộ, hiện những mũi khoan của máy khoan cọc nhồi đã được cắm xuống lòng đất để nhổ trụ bê tông đưa bé trai ra ngoài. Liên quan vụ bé trai 10 tuổi lọt trong trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, đến 23 giờ 45 phút ngày 1 tháng 1, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực thực hiện công tác cứu hộ. Nhìn nhận tại hiện trường, máy khoan cọc nhồi chuyên dụng đã hoạt động, cắm những mũi khoan quanh trụ bê tông. Có mặt tại hiện trường, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp trả lời phóng viên VTC News, nếu thuận lợi trong đêm nay có thể mang trụ bê tông lên được. Theo ông Lê Hoàng Bảo, oxy được nạp liên tục vào miệng hố bằng máy bơm cùng dây truyền khí với hy vọng duy trì được sự sống cho bé trai. 15 phút đầu thì bé còn kêu cứu, sau đó không còn nữa. Chúng tôi dùng biện pháp thăm dò camera, gửi nước xuống không thấy động tĩnh gì. Camera cũng không thấy gì tại vì trong lúc bé rớt xuống có đất rớt theo. Hình ảnh từ camera chỉ thấy đất, không thấy bé đâu, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp thông tin thêm. Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 12, bé Thái Lý Hào Nam cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu dọc sen, đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông, đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai.